tạm giữ gã đàn ông khoan tường để nhìn sang phòng tắm nhà hàng xóm. Lãnh đạo công an thành phố Bắc Giang xác nhận cơ quan này đang tạm giữ đối tượng HVG, sinh năm 1972, trú thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ, để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em. Trước đó, chị V, thành phố Bắc Giang đến cơ quan công an trình báo về việc con gái mình là cháu T, sinh năm 2015, bị người hàng xóm sát vách là HVG đụng chạm vào một số bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Cụ thể, vào chiều ngày 8 tháng 3, cháu T gặp HVG ở đầu ngõ và bị đối tượng này tiếp cận, khống chế để ôm hôn và sờ vào bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của cháu T. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng D còn khoan một lỗ nhỏ để nhìn sang phòng tắm của nhà cháu T. Hiện công an thành phố Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng D để điều tra làm rõ vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên kênh YouTube Tin 3 Phút.